Dạ cô chứ. Cái đầu con thấy ghê vậy con? Không tiếng mẹ. Cả nhà xin chào. Củ su hào. Củ su hào, cái gì mà củ su hào trời? Cái này là hành ba rô. Hành ba rô. Cả nhà ơi, mình đang sắc cái hành ba rô này nè, sắc nguyên cộng nè để mình làm cái món thịt bò xào hầm ba rô. Hầm ba rô. Ừ. Bi là một xanh lá cay rồi bi hầm ba rô. Hầm ba rô mẹ cắt đi. Tại ở siêu thị á, người ta bán cho mình cái loại mà để ăn thịt nướng á, nó mỏng quá. Mình cắt gì nó hơi dày nè, để cho nó ngon. Đừng con, đừng tránh ra con để nó trúng nè. Hầm ba rô, hầm ba rô, hầm ba rô rô rô. Hầm ba rô 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 rô, hầm ba rô rô rô. Hầm ba rô, hầm ba rô, hầm ba rô rô rô. Mẹ ba thương làm lắm làm làm. Hầm ba rô là mẹ ba ăn khỏi đưa. Cái này không cay nè. Hôm ăn đưa, hôm ăn đưa. Cay nè. Thấy mẹ thương. Bài nhạc ở đâu vậy? Ở đâu có vậy? Tự Vi sáng tác phải không? Dạ. Mà có mẹ. Không. Tự Vi sáng tác. Mẹ bé, mẹ ba thương. Yeah. Bye bye. Show show show. Mẹ ơi, mẹ cay hả mẹ? Mẹ khóc hả mẹ? Ừ. M 팔을 좀 잘라서 입에 물고 해. 그러면 눈이 안 나. 야이 thích mỗi luôn rồi cả nhà. Cô chú ơi, quay coi cô chú. Tèn tèn. Chờ đã. Tỏi bằng làm gia vị để mình ướp trong thịt bò nè cả nhà. Ở trong đây có tỏi với nước tương, đường. Cái này là đường nước, dầu mè, cho một chút xíu tiêu nữa, khuấy đều lên. Mình Barbie sẽ lấy thịt ra bỏ vô cái chảo. Đây là thịt bò. Thịt bò cái loại này là để đông lạnh nha cả nhà. Trời trời, ông bạo lực ghê không? Bò mình còn nhẹ nhẹ mà lấy ra để ngoài chứ ông bạo lực. Đó, hành ba rô mình để ở trên. Núi thịt bò, hành ba rô. Trời trời trời. Giỏi quá. Đi giỏi quá cô chú ơi. Đi lấy ghế ra nè. Pi lắm. Thăng đô quá. Chịp xa. Nè. 14 ba thương con.
Bị con nhớ mẹ. Mẹ thương con. Bị con nhớ ba. Con nhớ ta. Cũng yêu thương nhau. Xa rằng nhau. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vậy là có thương nhau không? Không, vậy là ba xíu rồi nè. Bỏ tay đi. Ta đi. Bỏ tay đi. Nè, con trốn chứ mẹ nè. Ba đi ra ngoài rồi. Không ngồi. Vì nè, không ngồi làm ăn cho nhanh. Rồi về mà tắm. Trời 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 trời, bố đập nhà hết nha. Ba là chuẩn bị làm sao rồi? Ba là rau làm sao rồi? Rau ăn một lần nó được là không có sao. Bạn ơi! Bạn ơi! Bạn ơi! Đèn đèn! Đèn đèn! Cứ có phải gì không Bi? Phải gì không? Này, xoài. Gì nè? À vậy đó hả? Chứ không phải là quẹt quẹt. Khổ ghê luôn. Cái chảo này là vừa nướng thịt, vừa xào thịt, vừa nấu lẩu. Chảo đa năng luôn á cả nhà. Ở đây có ăn được có không nhỉ? Chưa con. Bi thêm nhắn, mẹ nhắn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ăn được bao? Nè. Thôi đi, đừng có nịnh. Muốn gần ăn. Trời ơi. Mèo Pi coi nè, gì đó. Theo mẹ. Ồ, vậy đó hả? Ôi. À phải, chỉ có bà sơ. Anh đã nên thế. Anh đi cho bà. Ây da. Trời ơi. Sao không quầy vậy? Muốn không? Thương lắm hả? Mẹ coi đi. Cô chú ơi, đi hồng quang. Hồng hoa bi dì quang dưới bi. Trời thích lắm rồi. Cô chú đại bi bắt con kiến. Mà ở nhà có bi thích một phương hoa nữa. À. Mà không có ăn, mà không có sao. Xíu nhanh mà Pi không làm xíu rồi. Ông có sao chứ mẹ không xíu rồi. Mà xíu là mổ cho lại mà không xíu. Là không xíu mẹ hoài là Pi không mổ cho lại. Trời, nói qua nói lại á. Hôm qua đi xuống nhà chị Oanh chơi, cả nhà Pi bắt con kiến. À, con trai chị Oanh dẫn Pi đi ra ngoài chơi bắt con kiến. Rồi xỉu là chết đó cả nhà. Chết mà Pi nó xỉu không mà. Bắt con kiến rồi bỏ vô cái chai kìa. Rồi bỏ cát vô cho chơi, rồi bỏ bông hoa vô nữa. Mà nó qua nó lại á, dạ, một câu dài vậy đó. Nhưng mà tóm gọn lại là bắt con kiến bỏ vô cái chai, rồi có bông hoa nữa. Thế nào? Dạ. Yeah. Tuần sau rủ gì Oanh lên nhà mình chơi, hoặc là Pi nói là đi xuống nhà gì Oanh chơi nha. Dạ. Yeah. Em bé nữa. Em bé nữa hả? Bi á thấy chơi với em bé thích quá, cái kêu mẹ ơi sanh em bé đi, sanh em bé cho Bi chơi đi, mà em thích em bé gái. Nè, à cái này sanh em bé, sanh em bé, sanh em bé, sanh em bé. Đừng ngon, sanh em bé gì mà sanh em bé. Thôi. Ừ. Em bé đây nè, em bé. Hả? À. Không. À. Không là tôi. Không là tôi. Bi ơi, Bi xẻo rồi. Xẻo rồi hả? Ừ. Ăn, làm cho ăn là Pi không xíu rồi. Làm cho ăn nha. Xíu. Chín rồi nè mà Pi. Chín rồi nè cả nhà ơi, ăn thử nha. Ngon. Ăn thử. Ngon. Mà, Pi có sợ.
ngon. Ừ. Nè con ăn đi con, chín rồi nè. Không hoài, ăn đi con. Không có đũa. Ờ, để mình cho đũa. Chín rồi nè cả nhà ơi. Cái thịt bò này nó mỏng lắm, nhanh chín lắm. Sôi lên là chín à. Nè, lên đây. Ừ. Cắt cái hành vậy thôi, đừng cắt nhỏ quá. Cắt nhỏ giống như là mình ăn thịt nướng thì mình xào cái nó teo lại nhỏ xíu không ngon cả nhà. Trời. Trời ơi, dài quá nè. Mình chịu khó mua cái hành về á, mình tự sắc. Tuy là nó cay chút xíu nhưng mà pi lớn là pi sắc, hành ba rô pi giỏi lắm. À vậy đó hả? Dạ, pi làm gì? Ồ vậy đó, rồi mẹ đợi pi lớn. Rồi làm gì coi nè. Ồ, mẹ đợi pi lớn nha. Dạ. Cái chảo điện này nè cả nhà, cái này là nó lằn điện nè. Cái lằn điện nó chạy vòng theo vậy nè. Bởi vì cái chỗ này là nó sôi, còn cái chỗ khác thì nó nóng nhưng mà nó không có sôi ồn ụt. Cái làn điện thì nó nóng, nó sôi. Ăn được không nè? Ừ, thôi ăn. Wow. Ăn cùng mình cả nhà ơi. Không mời chú ăn cùng chưa? Ăn cùng cả nhà ơi. Ăn cùng cô cả nhà ơi, cô chú. Ừ. Cắt lưỡi đi. Ngon. Không bao giờ ngon. Mà sắc dài quá. Lần sau chắc phải cắt bớt cả nhà. Tại vì mình nãy mình tưởng đâu là mình khi mà mình sắc nó sẽ đứt khúc nhưng mà nó không đứt nè. Cái hành này mới mua. Còn cái hành mà để tủ lạnh là cắt nó đứt á. Giống như nó tươi. Nè để mày làm cho con. Mày đừng nóng nha, để mày gấp cho. Nóng nè. Phỏng là chết. Không được. Cái hành á, ăn ngay thật. Ngon. Dạ. Ai nhắc rồi đó. Chắc dễ nhắc rồi đó. Anh chứ. Ừ. Có khá rèo ngon mà chứ. Đừng nói tầm bậy. Tuần sau là ba bi đi đăng ký tiêm vaccine cả nhà. Sao vậy? Đi tiêm vaccine chứ sao vậy? Cái đó là như đâu mẹ? Đi tiêm đi chích thuốc. Không mẹ đi. Apa? Không mẹ apa đang theo như một số mà chứ? Không. Ba thôi, ba đi đăng ký rồi. Chứ chưa được. Đi làm phải. Ừ, bi được chưa? Bi được chưa đâu? Bi là bi khóc sao? Bi khoái chích thuốc mà khóc gì? Bi chích thuốc đâu khóc đâu, khoái lắm sao nhỉ? Thế mà không. Ba bi thì tuần sau đi. Giống như là bên đây á, đi tiêm vaccine là tiêm theo cái kiểu theo cũng theo lứa tuổi đó cả nhà. Với lại là đăng ký là phải đăng ký qua mạng, qua internet, qua nhà có máy tính đó mình đăng ký qua mạng. Rồi đăng ký theo ngày sinh. Giống như ngày sinh của mình là ngày 26 thì là ngày 6. Ngày 6, 16, 26 là cái ngày có số 6 là mình đi đăng ký. Barbie là ngày sinh nhật là ngày 1. Thì ngày 11 tới ngày 11 tây này nè là Barbie sẽ đi đăng ký. Rồi tới ngày 16 là tới mình đi đăng ký. Thì đăng ký không biết là khi nào mới được tiêm. Thì cái đó chưa biết. Nhỏ xíu mà mẹ. Ừ. Bây giờ là tiêm cái lứa tuổi 20, 30, 40 là lần này được tiêm. Quê mình ở nhà gần nhà mình có người nhiễm. Qua điện về nhà mình sợ. Gia đình mình chị gái sợ, không dám đi chợ luôn. Cháu nhà đi chợ mà cũng không đi luôn. Tranh thủ ở nhà có gì ăn đó luôn á cả nhà. Ở quê đỡ con gái là mình gao đồng cỏ nội hoặc là nhà có nuôi gà nuôi vịt đó đỡ chút nhưng mà ăn ghế nó cũng hết không phải đi mua. Mẹ lấy nhỏ xíu đi, bị muốn lấy chi nữa mà. Bữa nay bị hoàng bị ăn này, bị ăn nhiều vô này.
hai ngày trước đi siêu thị Lotte mình mua nước gừng nè, nước gừng mật ong á cả nhà, gừng mật ong á, người ta chưng nước gừng mật ong nè, rồi quýt nè, quýt mật ong nè, quýt đỏ, quýt xanh, rồi trái cam mật ong chưng, giống như mấy cái đó chưng của mình mua về mình uống cho nó có vitamin. Gừng thì giống như uống cho nó ấm bụng, ấm người, ấm cổ. Mua mình chuẩn bị sẵn luôn, tại gần tiêm, gần đi tiêm nè, sợ mua về mua chanh này kia để sẵn ở nhà. Rồi cái ngày mai ngày mốt mình rảnh mình đi siêu thị, ý mình đi chợ, mình mua quýt với cam, giống như trái cây á, để sẵn. Cô chú ơi, mẹ funny people quá cô chú. Làm sao cô chú? Mẹ con có people quá. Ba là ni cá mu ni bắt cá. Mẹ là niu, mẹ là ni ở ngoài chơi với dì Oanh. Là pi có pi mà pi ngoài thôi. Chứ mẹ ba quá rồi pi thích quá. Nhưng mà mẹ không có là pi không thích nhiều. Dạ ăn cơm nha. Ôi nóng quá, nóng quá. Nè, một chút nữa nha. Yeah. Nãy giờ ăn thịt rồi, giờ cho Abby ăn cơm cả nhà ơi. Cho ăn chút cơm. Nè. Ừ. Nè. À, ngon món. Chắc không. Ôi. Trời đất ơi. Nó nóng quá, cái hộp này nó nóng quá nè. Hôm nay ăn cơm hộp luôn. Tại mình không nấu cơm á. Ăn ăn có chút xíu vậy nè, cái không nấu. Mẹ ơi, mẹ làm gì rồi Pin? Nè. Một chén cơm mình chia làm ba. Tại vì ăn có chút xíu cơm mà mất công nấu một nồi. Nấu là phải nấu chừng một chén gạo gì đó, rồi mất công nó dư lại nữa, nó không ngon. Rồi qua ngày sau ăn nó ngon. Mua cơm hộp để sẵn vậy nè. Mình ăn chút xíu mình ăn. Không bậy. Thấy chưa? Thấy chưa? Đang thấy chưa? Hôm nay tôi thấy nên để. Ừ. Đừng có đừng. Dạ. Ba Bi á, đang giảm cân cả nhà ơi. Mẹ ơi, cái này là của con rồi Bi làm nha mẹ. Mẹ với ba không làm được. Mô tài ba vô. Ồ. Cái gì á? Ngon rồi, cheers. Ừ, bữa nay đi học tiếng Anh sao? Học tiếng Anh 100 điểm phải không? Dạ, 100 điểm lắm, Bi thích lắm. Bi thích rồi. Thích chị lắm luôn hả? Dạ. Nay đi học tiếng Anh rồi kiểm tra cả nhà. Mẹ cho ăn cơm. Ừ, kiểm tra viết được 100 điểm luôn. Giỏi quá, Bi giỏi quá. Giỏi, chạy mừng nha. Lương bé chung. Ừ, lương bé chung. Ừ. Mẹ cho con không nhiều nè. Không có con nhiều nè. Ừ. Ăn giỏi, biển giỏi quá. Nè, cô ơi, cô chú. Cái gì vậy? Con sư tử. Con sư tử. Cái gì nữa? Cái đó là con gì? Con thỏ. Con thỏ. Dưới. Con cọp. Con cọp làm sao nè? Không biết được không? Không biết. Ngày có chốt thấy đầu Bi đâu luôn á. Cà rốt. Cà rốt. Ôm ăn rồi mà còn dư gì nè cả nhà. Ba Bi hôm nay mua bịch thịt nhỏ rồi đó. Nay tại dư bịch sẵn. Bịch bự, bịch nhỏ nhỏ vậy nè. Gì? Bi bẻ. Trời muốn xỉu luôn á Bi, muốn xỉu luôn á. Tự tin thái quá luôn á. Nè, Bi chào tạm biệt cô chú đi con. Xin chào tạm biệt cô chú và vai tiếp theo. Hôm nay nán cô hội dâu family nha. Vợ vơi. Ba nói đàng hoàng con. Vợ vơi. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Bye bye đàng hoàng, bye bye cô chú.